quần cá đo chỉ lon to quần nữa đốt bát khẩu xoan bó đều ớ đã chỉ đốt đường xa cằn hơi cay xì đi kia bà nào mừng bà nó phủ đài bắp tháp đều ớ đã chỉ biến tiếng gan bà nào mừng bà nó phủ đài bắp tản đều đã chỉ biến tiếng gan nước nhìn nó quá trường phố biến bắp biển ra nhất tôn quan là cái hạt bà có u đơn nhất tiếng cằn hùng ngò sang lưng bà ta quân đứng trang đèo tổ chức mùng 8 tháng 3 nhá các bạn nhá, các cháu nhá. Nhà bà trai đó có phần đằng đông mà có ta ba nà đen ca phát dương trà có tổ chức mùng 8 tháng 3 nhá, cặp đôi nào cặp với là phải hát. Không hát thì một cốc rượu. Không được cặp đôi. Không phải vừa chồng vừa thắng. Nhà bà ấy có thích chú yên bà bàn khi hát chuẩn cơ. Bà chú sợ thức rồi, bà hát quay. Sợ trong căn kiếm cháu dừa dạ tàng phóng nha, tổ chức mùng 8 tháng 3. Dạ tên thế bạc cầm bạc tên à. Tổ chức mùng 8 tháng 3 đấy. Thôi mà muốn cần lấy kiểu cái nơi tiếng chùa hình hiền hào ơi nọ. Ta ba mét phải háo sáng tang thằng kìm vây bún ta ba quăng sương ủ chăm chín đến ai mắt lá thằng quang đang xem đây đây đang xem tổ chức mùng 8 tháng 3 nhá các cháu nhá các bạn nhá bắt bắt tàn chào hẹn là chăm chín sáng điều đã quan là hoặc là cuốn nâng chờ điều trái ô mời dân quê sang nhà ngắm xiềng nào. Mời dân quê sang nhà ngắm xiềng nhá. Tổ chức mùng 8 tháng 3 chị em vui lắm. Chào Lò Phong nhá. Tôi sẽ theo hút tóc cái này nữa. Con gái Kiều Xuân ơi, mời chung vui cùng các mẹ nhá. Chúng má buồn đây, cần đây má cầu quả, cần đây nữa nạc ơi, bạn cuốn ơi nông. Kiều Xuân ơi, Lang ở nhà mẹ xiềng đấy. Dân quê chẳng mong muốn cần đi. Thank you.
Bye.